10. Phẩm huyễn dụ Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn giả sử có người hỏi, nếu có nhà ảo thuật có thể học bát nhã ba la mật đa, cho đến có thể học bố thí ba la mật đa, thì người ấy có thể thành tựu trí nhất thiết trí không? Nếu có nhà ảo thuật có thể học bốn niệm trụ, cho đến có thể học 18 pháp Phật bất cộng, thì người ấy có thể thành tựu trí nhất thiết trí không? Nếu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời như thế nào? Phật bảo thiện hiện, ta hỏi lại ông, tùy theo ý ông mà đáp. Này thiện hiện ý ông thế nào? Sắc cùng với huyễn có khác không? Thọ tưởng hành thức cùng với huyễn có khác không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không khác. Này thiện hiện ý ông thế nào? Nhãn xứ cùng với huyễn có khác không? Cho đến ý xứ cùng với huyễn có khác nhau không? Sắc xứ cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến pháp xứ cùng với huyễn có khác nhau không? thiện hiện đáp bạch thế tôn không này thiện hiện ý ông thế nào nhãn giới cùng với huyễn có khác nhau không cho đến ý giới cùng với huyễn có khác nhau không sắc giới cùng với huyễn có khác nhau không cho đến pháp giới cùng với huyễn có khác nhau không nhãn thức giới cùng với huyễn có khác nhau không cho đến ý thức giới cùng với huyễn có khác nhau không nhãn xúc cùng với huyễn có khác nhau không cho đến ý xúc cùng với huyễn có khác nhau không các thọ do nhãn xúc làm xuyên sanh ra cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác nhau không? Thiện hiện đáp bạch thế tôn, không. Này thiện hiện ý ông thế nào? Bốn niệm trụ cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến tám chi thánh đạo cùng với huyễn có khác nhau không? Thiện hiện đáp bạch thế tôn, không. Này thiện hiện ý ông thế nào, pháp môn giải thoát không cùng với huyễn có khác nhau không? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với huyễn có khác nhau không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Này thiện hiện ý ông thế nào, bố thí ba la mật đa cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến 18 pháp Phật bất cộng cùng với huyễn có khác nhau không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Này thiện hiện ý ông thế nào, vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật cùng với huyễn có khác nhau không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Vì sao? Bạch thế tôn, vì sắc không khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc, sắc tức là huyễn, huyễn tức là sắc. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật không khác huyễn, huyễn không khác vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật tức là huyễn, huyễn tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào huyễn có tạp nhiễm có thanh tịnh không thiện hiện thưa bạch thế tôn không này thiện hiện ý ông thế nào huyễn có xanh có diệt không thiện hiện thưa bạch thế tôn không này thiện hiện ý ông thế nào nếu pháp nào không tạp nhiễm không thanh tịnh không xanh không diệt thì pháp đó có thể học bát nhã ba la mật đa thành tựu trí nhất thiết trí không thiện hiện thưa bạch thế tôn không này thiện hiện ý ông thế nào ở trong năm uẩn phát sanh ra các tường từ tưởng có ra lời nói giả gọi là đại bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn đúng như vậy này thiện hiện ý ông thế nào ở trong năm uẩn phát sanh ra các tường từ tưởng có ra lời nói giả lập có sanh có diệt có tạp nhiễm có thanh tịnh không thiện hiện thưa bạch thế tôn không này thiện hiện ý ông thế nào? Nếu Pháp vô tưởng hay vô đẳng tưởng, không thiết lập, không lời nói, không giả danh, không thân, không nghiệp của thân, không ngữ, không nghiệp của ngữ, không ý, không nghiệp của ý, không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì Pháp này có thể học bát nhã ba la mật đa, thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện? tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy sẽ mau có thể thành tựu trí nhất thiết trí bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn đại bồ tát nào muốn chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác nên như nhà ảo thuật thường học bát nhã ba la mật đa vì sao bạch thế tôn nên biết nhà ảo thuật tức là năm uẩn phật bảo thiện hiện ý ông thế nào năm uẩn như huyễn có thể học bát nhã ba la mật đa sẽ được thành tựu trí nhất thiết trí không thiện hiện thưa bạch thế tôn không vì sao bạch thế tôn vì năm uẩn như huyễn lấy vô tánh làm tự tánh vô tánh tự tánh bất khả đắc phật bảo thiện hiện ý ông thế nào năm uẩn như mộng có thể học bát nhã ba la mật đa sẽ được thành tựu trí nhất thiết trí không thiện hiện thưa bạch thế tôn không? Vì sao? Bạch thế tôn vì năm uẩn như mộng lấy vô tánh làm tự tánh, vô tánh tự tánh bất khả đắc. Phật bảo: Này thiện hiện ý ông thế nào? Năm uẩn như tiếng vang như ảnh ảo như bóng sáng như sóng nắng, như hoa đốm trên không như biến hóa, như thành càn thát bà có thể học bát nhã ba la mật đa sẽ được thành tựu trí nhất thiết trí không? thiện hiện thưa bạch thế tôn không vì sao bạch thế tôn vì năm uẩn như tiếng vang cho đến như thành càn thát bà lấy vô tánh làm tự tánh vô tánh tự tánh bất khả đắc phật bảo này thiện hiện ý ông thế nào năm uẩn như huyễn vân vân đều có tánh khác không thiện hiện thưa bạch thế tôn không vì sao bạch thế tôn vì sắc thọ tưởng hành thức như huyễn vân vân tức là sắc thọ tưởng hành thức như mộng năm uẩn như huyễn vân vân tức là sáu căn như huyễn vân vân sáu căn như huyễn vân vân tức là năm uẩn như huyễn vân vân như vậy tất cả đều do pháp không nội nên bất khả đắc cho đến pháp không vô tánh tự tánh nên bất khả đắc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa bạch thế tôn các đại bồ tát mới hướng đến đại thừa nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm họ sẽ không kinh khiếp không e ngại không sợ hãi phải không phật bảo thiện hiện các đại bồ tát mới hướng đến đại thừa khi tu hành bát nhã ba la mật đa nếu không có phương tiện thiện xảo thì chẳng được bạn lành hộ trì nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy thì tâm họ kinh khiếp e ngại sợ hãi Tôn giả thiện hiện lại bạch Phật, các đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm họ không kinh khiếp, không e ngại, không sợ hãi. Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, quán tướng vô thường của sắc cũng bất khả đắc. Quán tướng vô thường của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, quán tướng khổ của sắc cũng bất khả đắc, quán tướng khổ của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, quán tướng vô ngã của sắc cũng bất khả đắc, quán tướng vô ngã của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, quán tướng bất tịnh của sắc cũng bất khả đắc, quán tướng bất tịnh của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc quán tướng không của sắc cũng bất khả đắc quán tướng không của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc quán tướng vô tướng của sắc cũng bất khả đắc quán tướng vô tướng của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc quán tướng vô nguyện của sắc cũng bất khả đắc quán tướng vô nguyện của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc quán tướng tịch tịnh của sắc cũng bất khả đắc quan tướng tịch tịnh của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc quan tướng viễn ly của sắc cũng bất khả đắc quan tướng viễn ly của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc này thiện hiện đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì có phương tiện thiện xào nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm họ không kinh khiếp không e ngại không sợ hãi lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào quán như vậy rồi lại nghĩ ta sẽ đem vô sở đắc làm phương tiện vì tất cả hữu tình nói tướng vô thường của năm uẩn như vậy cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không chấp bố thí ba la mật đa lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa xa lìa tác ý tương ưng với thanh văn độc giác mà tư duy tướng vô thường của năm uẩn cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc vì đem vô sở đắc làm phương tiện này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không chấp tịnh giới ba la mật đa lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa đem vô sở đắc làm phương tiện quán pháp như vậy tướng vô thường cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc có thể ở trong đó an nhẫn vui thích không kinh khiếp không e ngại không sợ hãi này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không chấp trước an nhẫn ba la mật đa lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí thường quán tướng vô thường của năm uẩn cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc tuy đem vô sở đắc làm phương tiện nhưng thường không bỏ tác ý tương ưng với trí nhất thiết chí thường tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không chấp trước tinh tấn ba la mật đa lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa không đem tác ý tương ưng với thanh văn độc giác mà tư duy tướng vô thường của năm uẩn cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh, tướng viễn ly cũng bất khả đắc, vì đem vô sở đắc làm phương tiện, ở trong đó không phát sanh tác ý tương ưng với thanh văn độc giác và tâm tán loạn, bất thiện khác làm chướng ngại, vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không chấp trước tịnh lự ba la mật đa. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật quán sát chẳng phải sắc thuộc không, nên không thuộc sắc, mà là sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Chẳng phải nhãn xứ thuộc không, nên không thuộc nhãn xứ, mà là nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ, cho đến ý xứ cũng như vậy chẳng phải sắc xứ thuộc không nên không thuộc sắc xứ mà là sắc xứ tức là không không tức là sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như vậy chẳng phải nhãn giới thuộc không nên không thuộc nhãn giới mà là nhãn giới tức là không không tức là nhãn giới cho đến ý giới cũng như vậy chẳng phải sắc giới thuộc không nên không thuộc sắc giới mà là sắc giới tức là không không tức là sắc giới cho đến pháp giới cũng như vậy chẳng phải nhãn thức giới thuộc không nên không thuộc nhãn thức giới mà là nhãn thức giới tức là không không tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng như vậy chẳng phải nhãn xúc thuộc không nên không thuộc nhãn xúc mà là nhãn xúc tức là không không tức là nhãn xúc cho đến ý xúc cũng như vậy Chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thuộc không, nên không thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, mà là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là không, không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chẳng phải bốn niệm trụ thuộc không, nên không thuộc bốn niệm trụ, mà là bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Như vậy cho đến chẳng phải 18 pháp Phật bất cộng thuộc không, nên không thuộc 18 pháp Phật bất cộng, mà là 18 pháp Phật bất cộng tức là không, không tức là 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát, không chấp trước bát nhã ba la mật đa này thiện hiện như vậy đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm không kinh khiếp không e ngại không sợ hãi lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa được các bạn lành như thế nào nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy mà tâm họ không tinh khiếp không e ngại không sợ hãi phật bảo thiện hiện các bạn lành của đại bồ tát hoặc có thể đem vô sở đắc làm phương tiện nói tướng vô thường của sắc cũng bất khả đắc nói tướng vô thường của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc nói tướng khổ của sắc cũng bất khả đắc Nói tướng khổ của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng vô ngã của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng vô ngã của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng bất tịnh của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng bất tịnh của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng không của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng không của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng vô tướng của sắc cũng bất khả đắc. Nói tướng vô tướng của Thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng vô nguyện của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng vô nguyện của Thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng tịch tịnh của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng tịch tịnh của Thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, nói tướng viễn ly của sắc cũng bất khả đắc, nói tướng viễn ly của Thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập thiện căn, không để hồi hướng quả thanh văn độc giác, chỉ để cầu được trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó là bạn lành của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, bạn lành của các Đại Bồ Tát, hoặc có thể đem vô sở đắc làm phương tiện. Nói tướng vô thường của nhãn xứ cho đến ý xứ cũng bất khả đắc, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly cũng bất khả đắc. Nói tướng vô thường của sắc xứ cho đến pháp xứ cũng bất khả đắc. Tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly cũng bất khả đắc. Và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập thiện căn, không để hồi hướng quả thanh văn độc giác chỉ để cầu được trí nhất thiết trí này thiện hiện đó là bạn lành của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện bạn lành các đại bồ tát hoặc có thể đem vô sở đắc làm phương tiện nói tướng vô thường của nhãn giới cho đến ý giới cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc nói tướng vô thường của sắc giới cho đến pháp giới cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc nói tướng vô thường của nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc nói tướng vô thường của nhãn xúc cho đến ý xúc cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc nói tướng vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly cũng bất khả đắc và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập thiện căn, không để hồi hướng quả thanh văn độc giác mà chỉ để cầu được trí nhất thiết trí, này thiện hiện đó là bạn lành của đại bồ tát. Lại nữa, này thiện hiện bạn lành các đại bồ tát hoặc có thể đem vô sở đắc làm phương tiện, tuy nói tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo nhưng bất khả đắc, tuy nói tu ba môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện nhưng bất khả đắc tuy nói tu mười lực của Phật, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nhưng bất khả đắc. Tuy nói tu trí nhất thiết cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác nhưng bất khả đắc, nhưng khuyên nương vào đó siêng tu tập thiện căn không để cho hướng đến thanh văn độc giác, chỉ để cầu được trí nhất thiết trí. Này thiện hiện đó là bạn lành của Đại Bồ Tát đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa được bạn lành này hộ trì thì nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm không kinh khiếp không e ngại không sợ hãi lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm họ có kinh khiếp e ngại sợ hãi Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đem có đắc làm phương tiện, xa địa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bát nhã ba la mật đa. Đối với tu bát nhã ba la mật đa có chứng đắc, có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành tịnh lự tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la, mật đa. Đối với tu tịnh lự cho đến bố thí, ba la, mật đa có chứng đắc, có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, quán sát thọ tưởng hành thức, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đối với sự quán sát thọ tưởng hành thức không có chứng đắc thì lại do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, quán nhãn xứ cho đến ý xứ, pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với quán không của nhãn xứ cho đến ý xứ có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, quán sắc xứ, pháp xứ không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với quán sát xứ cho đến không của pháp xứ, có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Quán nhãn giới không nội của ý giới cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với quán nhãn giới cho đến không của ý giới có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Quán sắc giới không nội của pháp giới cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với quán sắc giới cho đến không của pháp giới có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Quán nhãn thức giới không nội của ý thức giới cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với quán nhãn thức giới cho đến không của ý thức giới có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Quán nhãn xúc không nội của ý xúc cho đến pháp pháp không vô tánh tự tánh đối với quán nhãn xúc cho đến không của ý xúc có chứng đắc có ỉ lại do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nội của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cho đến pháp không vô tánh tự tánh đối với quán nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ cho đến không của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có chứng đắc có ỷ lại do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí tu hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đối với việc tu bốn niệm trụ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng có chứng đắc có ỷ lại, do đem có sở đắc làm phương tiện nên xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Này thiện hiện như vậy, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, tâm họ có kinh khiếp, có e ngại, có sợ hãi, bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa bạch thế tôn đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa bị các bạn ác khống chế như thế nào nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy tâm họ bị kinh khiếp có e ngại có sợ hãi phật bảo thiện hiện các bạn ác của đại bồ tát hoặc bảo họ nhàm chán xa lìa bát nhã ba la mật đa, hoặc bảo nhàm chán xa lìa tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Nghĩa là nói như vậy, than ôi nam tử, các ông không nên tu học điều này, vì sao vì sáu pháp ba la mật đa như vậy không phải do phật nói mà do những người làm văn kệ hư dối tạo ra vì vậy các ông không nên nghe theo không nên thọ trì không nên đọc tụng không nên tư duy không nên nghiên cứu không nên giảng nói khai thị cho người khác này thiện hiện đó là bạn áp của đại bồ tát lại nữa, này thiện hiện bạn ác của các đại Bồ Tát, hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người khác, nghĩa là không nói có ác ma trá hình tướng Phật đến bảo Bồ Tát nhàm chán xa lìa sáu pháp ba la mật đa. Thiện nam tử các ông cần gì tu sáu pháp ba la mật đa này? Này thiện hiện, nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại Bồ Tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người nghĩa là không nói có ác ma trá hình tướng phật đến giảng nói khai bầy pháp tương ưng với thanh văn độc giác cho bồ tát nghĩa là khế kinh cho đến luận nghị phân biệt hiểu rõ làm cho chuyên tu học này thiện hiện nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người nghĩa là không nói có ác ma trá hình tướng phật đến chỗ bồ tát nói như vậy các ông chẳng phải là bồ tát không có tâm bồ đề không thể an trụ địa vị bất thối chuyển không thể chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu này thiện hiện nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người nghĩa là không nói có ác ma trá hình tướng phật đến bảo đại bồ tát các ông nên biết sắc không, vô ngã, ngã sở, thọ tưởng hành thức không, vô ngã, ngã sở nhãn xứ không vô ngã ngã sỏ cho đến ý xứ không vô ngã ngã sỏ sắc xứ không vô ngã ngã sỏ cho đến pháp xứ không vô ngã ngã sỏ nhãn giới không vô ngã ngã sỏ cho đến ý giới không vô ngã ngã sỏ sắc giới không vô ngã ngã sỏ cho đến pháp giới không vô ngã ngã sỏ nhãn thức giới không vô ngã ngã sỏ cho đến ý thức giới không vô ngã ngã sỏ nhãn xúc không vô ngã ngã sỏ cho đến ý xúc không vô ngã ngã sỏ không các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, vô ngã ngã sở, cho đến không các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, vô ngã ngã sở. Không bốn niệm trụ vô ngã ngã sở, cho đến không của tám tri thánh đạo vô ngã ngã sở. Không của bố thí ba la mật đa vô ngã ngã sở, cho đến không bát nhã ba la mật đa vô ngã ngã sở. Không của pháp môn không giải thoát vô ngã ngã sở, không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô ngã ngã sở, không của mười lực của Phật vô ngã ngã sở, cho đến không của mười tám pháp Phật bất cộng vô ngã ngã sở, thì cần gì quả vô thượng tránh đẳng tránh giác? Này thiện hiện, nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ, thì nên biết đó là bạn ác của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, bạn ác của Đại Bồ Tát, hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người, nghĩa là không nói có ác ma trá hình tượng độc giác, đến chỗ Bồ Tát nói như vậy ôi thiện nam tử, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác thanh văn bồ tát trong mười phương thế giới đông tây nam bắc bốn góc trên dưới đều vô sở hữu đối với việc này ông nên tin nhận kỹ chớ tự mình siêng năng khổ nhọc mong cầu cúng dường nghe giảng chánh pháp như lời dạy mà tu hành này thiện hiện nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người nghĩa là có ác ma trá hình tướng thanh văn đến chỗ bồ tát làm cho càng nhàm chán xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí làm cho rất vui thích tác ý tương ưng với thanh văn độc giác này thiện hiện nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại bồ tát lại nữa, này thiện hiện bản ác của Đại Bồ Tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người, nghĩa là không nói có ác ma hóa làm hình tướng thầy thân giáo sư, quỹ phạm sư, đến chỗ Bồ Tát làm cho càng nhàm chán xa lìa thắng hạnh Bồ Tát, nghĩa là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, và làm cho nhàm chán xa lìa trí nhất thiết trí, nghĩa là vô thượng tránh đẳng tránh giác, chỉ bảo tu tập ba môn giải thoát, mau chứng thanh văn độc giác, không hướng đến vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này thiện hiện, nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của Đại Bồ Tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma lỗi ma cho người nghĩa là không nói có ác ma trả hình tướng cha mẹ đến chỗ bồ tát bảo con ơi con nên siêng năng cầu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán đủ để được rứt hẳn khổ lớn sanh tử, mau chứng niết bàn cứu cánh an lạc rồi, cần gì phải hướng đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật xa xôi, mong cầu quả Bồ đề cần phải trải vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu tình, xả bỏ mạng sống cắt đứt không thể uổng công khổ nhọc, ai mà biết đến ơn con. Sự mong cầu Bồ đề có khi chứng có khi không chứng, này thiện hiện nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện bạn ác của đại bồ tát hoặc không nói việc ma nỗi ma cho người nghĩa là không nói có ác ma trá hình tướng bí xô đến chỗ bồ tát do đem có sở đắc làm phương tiện nói tướng vô thường của sắc thật có thể đắc nói tướng vô thường của thọ tưởng hành thức thật có thể đắc nói tướng khổ của sắc tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly, thật có thể đắc nói tướng khổ của thọ tưởng hành thức tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly thật có thể đắc. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói nhãn xứ cho đến ý xứ, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly thật có thể đắc do đem có sở đắc làm phương tiện nói sắc xứ cho đến pháp xứ tướng vô thường tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly thật có thể đắc do đem có sở đắc làm phương tiện nói nhãn giới cho đến ý giới tướng vô thường tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly thật có thể đắc Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói sắc giới cho đến pháp giới, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly thật có thể đắc. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly thật có thể đắc do đem có sở đắc làm phương tiện nói nhãn xúc cho đến ý xúc tướng vô thường tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng tịch tịnh tướng viễn ly thật có thể đắc do đem có sở đắc làm phương tiện nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tịnh, tướng viễn ly thật có thể đắc. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói tướng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo thật có thể đắc, khiến họ tu học. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa thật có thể đắc khiến họ tu học do đem có sở đắc làm phương tiện nói ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thật có thể đắc khiến họ tu học Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói môn đà la ni, môn tam ma địa, thật có thể đắc khiến họ tu học. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói năm loại mắt, sáu phép thần thông, thật có thể đắc khiến họ tu học. Do đem có sở đắc làm phương tiện, nói mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, thật có thể đắc khiến họ tu học. Này thiện hiện, nếu không nói các việc như vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác của đại Bồ Tát, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị bạn ác này khống chế thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm họ bị kinh khiếp, e ngại và sợ hãi. Vì thế đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với các bạn ác nên quan sát kỹ, tìm cách xa lìa. Hết quyển thứ 410.